rồi rồi rồi, táo lên táo, táo Tân Cương, táo Tân Cương. Rồi ok, tập trung bán hàng nhá. Ai xem thì xem nhá, ai mua hàng thì mua nhá. Còn chỉ có 1.000 hộp bây giờ thôi. Mình không quan trọng view bao nhiêu nữa đâu, mình không quan trọng view bao nhiêu nữa đâu nhá. Nhưng mà view mà theo kiểu là mình dỗi. Đây 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 đây. Rồi. Mọi người ai còn mua táo comment cho mình chữ táo. Hôm nay có bao giờ không được anh? Bẻ ra cho mọi người xem này. À phốt đó. À, đưa lúc đi Tân Cương thì chị Hằng đưa mình đi nhiều nơi đẹp lắm mọi người. Đi nhiều nơi đẹp quá. Đánh là đấy là mình phốt. Bà là sau đừng có đưa tôi đi chơi lung tung đấy nhá. Những nơi đẹp quá, tuyết rơi đẹp quá. Không bài. Kim đi. Chờ một chút, qua cái khu mỏ đã đi. Ơ táo đang ở đấy một chút. Em không. View không xuống luôn. Đang chờ táo á. Anh chờ táo đang đi. Chửi đi. Chửi một công ra là xuống còn 500 thức, 500 hộp nữa thôi. Ơ, Kim chưa? Không, táo đang ở đấy một chút. Chờ em chút. Chờ mình đi mọi người nhá. Đỉnh bác phốt linh nhưng mà thôi chờ lắm. Bốc phốt lên bàn mà lên bảo đó. Lên báo đây. Hấp có tích khen rồi. Ô, không cắm sạc à? Chưa. Ừ. Ở đây ăn tầm 3 quả là no rồi. Thôi lên cô bò trước một cái nhá. Đấy, mua vào. Ơ, bình lắc à? Mọi người ơi, lên cô bò trước nha, bởi vì là Tào chưa áp được voucher. View nhiều quá. Lên khô bò Bà Liễu mọi người nhá. Đây. Khô bò Bà Liễu. Khô bò sợi Bà Liễu. Đây. Wow, ngon lắm. Mọi người đang thấy giá bao nhiêu? Mọi người đang thấy giá bao nhiêu đây? Không giảm ạ. Hả? 35k không giảm. Bao nhiêu? 35k view. À. Thôi lên khô bò Bà Liễu nhá. Bình thường mà em. À thôi bán đi. Đi bán đi. Khô bò sợi Bà Liễu mọi người nhá. 235, ui, 235 là hú 55 gram. À, 250 gram. Gì mà rung thế? Là 200, lâu chưa thấy cái view cao như này. Lâu. Chân mà đang rung như thế. Lâu lắm rồi mới thấy cái quả view cao như này đấy. Ừ. Đây, khô bò sợi Bà Liễu, cái này là khô bò sợi này là mẻ mình tự làm một cái nha. Không chất bảo quản, không chất phẩm màu, đánh ra là ăn rất là an toàn cho sức khỏe. Đấy, mọi người mua với giá ngày hôm nay là bao nhiêu nào? 235 cho một hũ 250g như này nhá. 250g như này nhá mọi người ạ. À. Mai chơi tiếp không? À lúc nào chơi tiếp không? Không. Thế. Tầm 30k view trở xuống là ok. Hôm nay chơi 50.000. Hơn 50.000. Hơn 50.000. Tuần những ai ăn khô bò sợi khô Bà Liễu rồi mọi người cho mình cái feedback nhá. Vâng, cái này nản chanh vào ăn rồi view tụt rồi. Giờ có quan tâm đâu. Giờ tầm 5k là bán được hàng rồi. Đây mọi người nhá, khô bò sợi cái vị của nó rất là vừa, không quá cay, ngon nhỉ. Một hũ 250g là như thế này này, đầy áp luôn. 500g là bao nhiêu? 500g bao nhiêu? Chị xem 500g bao nhiêu nào? Nếu mà rẻ hơn thì mua 500g. Táo đang chờ Linh. Táo đang chờ Linh. Đang chờ vô chờ mọi người. Đang chờ vô chờ nhá. Chuẩn bị có à? Hay là đổi 10 triệu để lấy táo? 500g, 600g này còn 420k. 420k? Ui, thế gì vậy nhỉ? Mua 500g hơi hơn. 500g nhiều lắm luôn á. Một túi đầy áp luôn. Ờ, chào chào ông thì bây giờ chào cái gì đây? Chào lại bằng cái gì? Nhiều người chào ông quá. Quý vị. Hả? Chào
quý vị. Chào quý gì à? Bây giờ ai cũng chào ông. Ô, nhắn gửi xuống trước chưa? Chào ông đây. Ủa nhưng mà tóc đẹp mà. Hả? Nhưng mà sao lên lên like nhìn màu sáng nhờ? Đúng rồi, ngoài nó sáng mà đèn này. Hả? Cha sinh mẹ đẻ tóc đèn đen như nào thì gửi đi, học theo Tây nữa. Tây? Nhắn ai được, ai ở... Tây Ninh à? Vào tiệm tóc như bảo là có mẫu nào tóc đi, cho em tây tây cho tây tí. Mũi thì đã tẹt rồi. Chúng mình ăn mũi. Ok, có táo đây này. Ăn táo đi. Không, tôi thấy cái này á. Còn 100 suất rồi à? Còn 100 suất nữa. Đấy, 100 suất mà để giỏi em. Vâng. Táo mọi người ơi, chuẩn bị mọi người vào sân này. Đây táo à. Đây 1000 suất nữa. Đây 1000 hộp nha. 1000 suất táo nha. Táo này thì một ngày ăn 4-5 trái thôi. Ba bốn quả thôi. Chuẩn Tân Cương nha. Chỗ hợp đồng với là chủ chủ vườn thôi. Cái này thì thành phần là táo đỏ, marshmallow, bột sữa lạc đà và hạt điều nha mọi người. Đấy, ngon chưa? Táo bên em chỉ có táo nhỏ như này thôi. Đây còn 186 cả. Làm cái nhân này cho nó to phồng ra nữa. Chứ bên hàng trung mục nó to lắm, to như này này. Nhưng mà táo cho hàng trung mục là táo khác. Không có nhân. Táo bên mình là có nhân. Đây 1000 suất rồi ạ. Một hộp bao nhiêu giá? Bao nhiêu? 186k. 186k. Hết rồi chị ơi. Hết rồi ạ. Hết rồi. Hết rồi. Anh phải cắn một nửa đã như này. Ngon. Hết rồi. Đây một bao nhiêu cái ạ? Nhiều lắm. Ừ. Nhiều không? Một. Thế rồi. Thế 1000 suất thôi nhá. Thế 1000 em. Thôi. Hết rồi. Thế 1000 nữa đi. Mọi người cắn đôi ra như này mà ăn nhá. Đúng rồi. Cắn ăn theo kiểu hưởng thụ thôi, đừng ăn theo kiểu no nhá. Wow, nó người bao cũng cắt hết rồi. Đúng rồi, nhanh mà. Nhanh mà. Mọi người vay. Thôi lên hết luôn đi. Thôi lên hết đi. Cho mọi người săn. Tại vì không chờ cho mọi người săn đi. Cho mọi người săn, nhiều người bận công việc. Không phải là cứ dìu dìu mọi người như này đâu. Ok, em lên trên. Không có ai nói gì đâu mà ông nhiều vậy. Ok, lên hết luôn. Lên hết 4000. Còn 3000 nữa. Còn 3000 nữa. Còn 26 mọi người săn bên chị Hằng nha. Tại vì chị Hằng cũng bảo là xin cho chị ít. Đấy. Xin thì một khi xin rồi là phải cho. Bốn lên 3000, lên 3000 nhá. Đang lên rồi đấy. Lên rồi mọi người. 3000. 3000 hộp. Các em mọi người ăn một quả thì mọi người ăn đôi ra. Hộp to lắm nha. Bé Nhật lại dễ thương. Đó là mọi người nhìn lên mảng thôi, tiếp xúc gần nữa. Nhìn mắt mát lắm. Tiếp xúc gần thì mọi người mới biết được. Hết voucher chưa? Hết voucher đâu, đang bơm thêm. Đang bơm thêm rồi mọi người ơi, 186. Vẫn 186 mà. Vẫn 186. 186 là mua được. 186. Ơ, nhiều bạn 189 à? Tôi có hơn có 2000 à. Ừ, thêm 2000 vào. Đấy, nhật lệ sinh. Hết rồi. Ừ, hết rồi. Hết rồi, làm gì hết? Chưa. Ui, hết rồi. Chưa. Hết rồi. Chưa. Lên 189 lần á. Hết chưa? À hết rồi. Ủa hết rồi hả? Em mới lên này thôi. À tổng cộng mới lên 3000 thôi. Đang đợi để thêm voucher chứ còn bây giờ em lên thêm 1000. Đang đợi thêm voucher mọi người nha. Một ngày ăn 3000 bốn quả thôi nha, không lần nóng nha. Cái này vẫn đi. Ơ. Rồi.